lạc trên tầng 4, trung tâm thương mại Grand Plaza. Nhà hàng Grand Brother Buffet thuận tiện giao thông, có bãi đỗ ô tô rộng rãi là điểm đến lý tưởng, đẳng cấp cho nhiều thực khách. Xin lỗi, em có thể giúp gì cho anh được không ạ? Tôi đến đây lần đầu, có cách nào để tôi thưởng thức hết các món ăn này được không? Từ thứ hai đến chủ nhật, ngày nào nhà hàng em cũng có trên 100 món buffet cho thực khách. Cả tuần tổng cộng có hơn 300 món. Nếu anh muốn thưởng thức hết thì ngày nào cũng phải đến nhà hàng đấy ạ. Vậy ngày đầu tiên tôi sẽ ăn món gì nhỉ? Văn hóa thể hiện qua từng món ăn. Đến với Grand Brother Buffet, quý khách sẽ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Từ món Á, món Âu, Nhật Bản cho đến những món ăn Việt Nam truyền thống. Tất cả đậm đà một hương vị bản địa, tự một phong cách phục vụ nhiệt tình, chuyên nghiệp. Đến với Grand Brother Buffet là thực khách đang khám phá một chuyến du lịch ẩm thực độc đáo. Với thực đơn linh hoạt của nhà hàng, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn hình thức phục vụ khác nhau như buffet, a la carte, set menu. Grand Brother Buffet luôn làm hài lòng thực khách khi có những yêu cầu đặc biệt. Grand Brother Buffet sẽ là điểm dừng chân lý tưởng khi bạn và gia đình mua sắm tại trung tâm thương mại đẳng cấp Grand Plaza. Món ăn mới lạ và đa dạng, luôn nóng sốt và tươi ngon là ưu điểm mà chúng tôi tự hào đảm bảo chinh phục từ những thực khách khó tính nhất. Nào, còn chần chờ gì nữa? Hãy đến với Grand Brother Buffet để được hài lòng. Chủ nhà hàng là một người rất có gu trong việc bài trí không gian. Diện tích gần 500m² của Grand Brother Buffet thực sự là một nơi ấm cúng và sang trọng để bạn tổ chức tiệc tùng cùng gia đình và bè bạn. Hãy thử tưởng tượng một bữa tiệc buffet hơn 100 món do bạn hoàn toàn làm chủ và yêu cầu nhà hàng thực hiện. Đó sẽ là một cuộc vui độc đáo đang chờ bạn quyết định. Hãy đến với Grand Brother Buffet để có một bữa tiệc như mong muốn.